cao cấp.vn giới thiệu bạn video hướng dẫn sửa Samsung Galaxy Core Duo i8262 chết nguồn. Ở trên tay mình đây là cảm bảng main của Samsung i8262 chính hãng bị chết nguồn. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến điện thoại Samsung i8262 bị chết nguồn, lỗi nguồn, khách hàng có thể qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để thay nguồn mới cho máy với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung i8262 nói riêng và tất cả dòng điện thoại Samsung nói chung tại didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.